Em chào tất cả các bác. Hôm nay bên em lại về được một cái mẫu đeo model mới nhất của năm 2021. Đó là chiếc đeo InVision 15 có mã là 3511, màu đen này, màn 15.6, cấu hình là Core i3 thế hệ thứ 11, RAM 4GB, SSD 128GB. Máy thì có sẵn Windows 10 bản quyền. Đây, thì hôm nay em sẽ bóc hộp để giới thiệu cho các bác, để cho các bác ở xa tham khảo. Anh mở hộp giúp em. Hàng bên em về thì là hàng nguyên siêu 100%, bảo hành chính hãng của Dell là 12 tháng. Và những cái sản phẩm này thì đều được bên em hỗ trợ bảo hành lên đến 24 tháng cho các bác hoàn toàn yên tâm sử dụng. Phần mềm và vệ sinh thì bọn em cũng làm miễn phí trọn đời, nên là các bác mua máy bên em thì hoàn toàn là yên tâm. Số lượng lần này thì bọn em về cũng không được nhiều, hàng cũng không thể liên tục thôi, nhưng mà bác nào muốn đặt hàng thì nhanh tay nhé. Mẫu này thì rất đẹp, đây là những mẫu tiền nhiệm của cái mẫu 3501, là mẫu 3501. Đây là cũng là tiện cái đơn hàng này là em bán về cho một bác ở Thanh Hóa, đặt hàng về để chắc là cho các cháu ở nhà học online. Đây, ngoại hình các thứ rất là đẹp, màu thì rất giống cái con Dell 3501, nhưng mà kiểu dáng thiết kế thì lại giống con Dell 5515 và 5502, cực kỳ hot trên thị trường thời gian trước đây này. Màn hình thì đã full viền mỏng đẹp hơn. Anh cắm thêm cái sạc vào kích hoạt này. Đây, Core i3 thế hệ thứ 11. Máy này thì vẫn chưa được trang bị LED phím vì nó được định hình là cái máy tầm trung, dòng 3000 series. Màn hình này thì đã là màn hình chống chói này, có webcam, camera này, rồi là mic. Chiếc máy này thì đã mỏng nhẹ hơn chiếc máy 3501. Bên trái là cổng sạc HDMI và hai cổng USB 3.5. Máy thì nặng nó chỉ xấp xỉ 2kg thôi bên này. Bên phải của máy thì là một cổng máy ảnh, một cổng cắm thẻ nhớ máy ảnh, tai nghe và cổng USB 3.0. Em bật cái máy lên để kích hoạt lên cho các bác xem. Bác nào mà có nhu cầu đặt hàng chiếc máy này thì link đặt hàng em để bên dưới phần mô tả, hoặc là các bác liên hệ trực tiếp với số hotline của bên em. Đây, màn hình chống chói, tấm nền IPS rất là đẹp, bàn phím full size, có cả bàn phím phụ. Bàn phím thì em nhấn đây khá là sướng, như bàn phím này các bác nào mà làm việc gõ văn bản, làm việc văn phòng thì cực kỳ tốt này, cũng rất phù hợp với các bạn làm kế toán hoặc là các công việc văn phòng cần phải đánh máy, làm việc bán hàng online. Buổi loa cũng rất là to này. Loa của máy thì nằm cái giải loa của nó nằm hai bên. Use your voice or the keyboard along the way. And if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive screen reader, về ngoại hình của cái máy thì vỏ thì dùng y nguyên cái thiết kế của con Dell 5505, 5515 và 5502. Còn cái chất liệu thì là bằng nhựa, nhựa tổng hợp này rất là đẹp. Màu thì giống hệt màu của chiếc Dell 3501 model đầu năm 2021. Chiếc máy này thì khi mà bóc hộp ra thì nó đã gồm sẵn win bản quyền, nên là bên em đây không cần phải cài win, chỉ việc active cái máy lên thì là nó có sẵn luôn. Sau đó thì chỉ cần cài đặt các cái phần mềm cơ bản là được. Link đặt hàng em để ở bên dưới phần mô tả. Bác nào có nhu cầu hay là cần tư vấn gì thêm mình liên hệ trực tiếp với bên em. Cảm ơn các bác đã xem video của em.